Đây là Coi68 và bạn đang nghe DeFi Discussion. Xin chào, chào mừng anh em đã quay trở lại với một tập mới của podcast DeFi Discussion. Đây là series mà chúng ta sẽ ngồi xuống trò chuyện với nhau, chia sẻ những thông tin cũng như là những góc nhìn đa chiều xoay quanh thị trường DeFi. Và trước khi đi vào nội dung chính của tập tuần này thì chắc là cho mình dành ra một khoảng thời gian để nói lời cảm ơn đến các anh em đã đồng hành cùng với bọn mình trong một khoảng thời gian cũng khá là dài và rất là nhiều thử thách thời gian gần đây. Mình biết là thị trường thời gian gần đây thì nó cũng kém sôi động hẳn và chịu rất là nhiều thông tin nó khá là tiêu cực. Bản thân tụi mình trong cái thời gian gần đây cũng chọn một cái cách tiếp cận nội dung nó khá là hạ tầng, nó cũng khá là nhiều những cái khái niệm nó sâu về mặt kỹ thuật và đôi lúc nó sẽ hơi khó hiểu một chút, nhưng mà rất là vui khi mà có nhiều anh em vẫn ủng hộ bọn mình trong thời gian vừa qua. Có một vài cái nhận định và góp ý chia sẻ rằng là những cái khái niệm bọn mình chia sẻ trong podcast này nó cũng khá là khó hiểu, mà nếu không có những cái bài viết giải thích chi tiết thì nó cũng khá là phức tạp và nó cũng khá là gian nan thử thách cho những người nghe. Tại vì cái dạng nội dung nghe thì đôi khi nếu như mà nghe loáng thoáng một vài lần thì nó sẽ bị trôi đi á. Thì bọn mình cũng đã nhận được một vài cái feedback như vậy, và chắc chắn là trong thời gian tới bọn mình sẽ đính kèm những cái bài viết cực kỳ chi tiết liên quan đến những cái từ khóa mà được đề cập ở trong cái podcast này ở ngay cái phần bình luận và cái description của podcast, để anh em có thể đâu đó ví dụ như nghe loáng thoáng một vài cái từ khóa nó mới lạ lạ và thấy nó hứng thú thì có thể bấm ngay vào những cái đường dẫn đó. Thì bọn mình rất là trân trọng những cái góp ý như vậy, và hy vọng là cái tập podcast tuần này đâu đó nó vẫn sẽ giống như những cái tập gần đây thôi, và giống như những cái tập, kể cả những cái tập đầu tiên của DeFi Discussion, vẫn sẽ mang lại cho anh em những cái thông tin nó hữu ích và những cái gợi mở cũng như là những cái nguồn cảm hứng nó sẽ vui một xíu, nó sẽ chậm rãi và nó sẽ thư giãn hơn một xíu khi mà chúng ta đồng hành cùng với thị trường ha. Rồi thì cái phần vào đầu vừa rồi nó cũng khá là dài, thì chắc chắn là chúng ta sẽ phải quay trở lại với nội dung chính. Nếu mà anh em theo dõi cái tiêu đề của tập podcast này thì cũng đã biết được cái nội dung chính của tập tuần này. Chúng ta sẽ nói về fault proof và ZK proof. Thì hai cái khái niệm này nếu như mà là một người đồng hành cùng với DeFi Discussion trong một khoảng thời gian dài vừa qua thì chắc chắn là anh em đã nghe loáng thoáng đâu đó hai cái từ khóa này rồi. Tuy nhiên mình nghĩ là sẽ cần có một tập được dành riêng ra để nói về hai cái từ khóa này, và chúng ta sẽ đào sâu hơn rất nhiều so với những cái thông tin về khái niệm mà đề cập một cách nó chung chung. Thì ở trong tập tuần này hy vọng là chúng ta sẽ đào sâu hơn về những cái ưu nhược điểm cũng như là những cái chi tiết, những cái thông số mà có thể là một vài cái dòng thôi thì nó cũng khó có thể mô tả được. Rồi thì mình cũng không muốn là biến cái podcast này nó trở thành một cái thứ gì đó nó quá là học thuật. Tuy nhiên là chắc chắn là chúng ta sẽ vẫn phải dành ra một vài phút để nói về cái khái niệm fault proof cũng như là ZK proof ha. Thì mình sẽ nói về fault proof trước đi. Thì đây là cái cơ chế mà được ứng dụng cho các cái roll up theo dạng là optimistic. Thì anh em đang nghe khá là nhiều những cái giải pháp roll up hiện tại theo cái trường phái optimistic á, thì họ sẽ sử dụng cơ chế fault proof này. Fault proof hiểu nôm na nó là nó sẽ để cho chain vận hành một cách bình thường cho đến khi xảy ra những cái tranh chấp về mặt bằng chứng, về mặt dữ liệu của blockchain, thì sẽ có một đơn vị họ đứng ra họ tạo cái fault proof này để họ tố cáo cái hành vi sai phạm ở trên blockchain, và blockchain sau đó sẽ xem xét cái fault proof này. Nếu như mà cái fault proof này nó đúng thì blockchain sẽ đảo ngược lại cái trạng thái ban đầu và không công nhận những cái dữ liệu mới, những dữ liệu sai mà cái optimistic rollup nó gửi xuống layer 1. Thì đó là cái cách vận hành của fault proof và cách mà nó được ứng dụng ở trong cái optimistic rollup. Về mặt vận hành của ZK proof
hay một vài tài liệu thì người ta dùng cái từ là validity proof á, thì chúng ta biết rằng ZK nó tượng trưng cho cái khái niệm là zero knowledge, và chắc chắn là nó sẽ được ứng dụng cho các cái ZK roll up, một dạng giải pháp layer 2 khác. Vậy thì ZK proof thì nó sẽ vận hành như thế nào trong một cái quá trình tạo lập giao dịch ở trên roll up và xác thực nó ở dưới layer 1? Thì sẽ có một cái đơn vị chúng ta hiểu là prover, tức là cái đơn vị nó sẽ tạo lập cái mã proof xác thực cho những cái dữ liệu giao dịch ở trên ZK rollup, và các cái mã proof này sẽ được gửi xuống cho một cái đơn vị nó gọi là verifier ở layer 1. Thì verifier sẽ là đơn vị sẽ xác thực rằng các cái mã xác thực của ZK proof nó có đúng hay không. Thì sự khác biệt, nghe đến đây thì anh em sẽ thắc mắc là sự khác biệt giữa ZK proof và fault proof là như thế nào. Thì chúng ta có thể biết là ZK proof nó sẽ được tạo ra liên tục trong cái quá trình mà tương tác giữa layer 2 và layer 1. Trong khi đó fault proof, như chúng ta nói hồi nãy, là blockchain nó vẫn sẽ vận hành bình thường cho đến khi nó phát hiện ra một cái hành vi sai trái, và nó sẽ tạo cái fault proof này. Thì đó là những cái khái niệm và sự khác nhau giữa fault proof và ZK proof. Từ cái cách vận hành cũng như là từ cái khái niệm đó thì chúng ta sẽ có thể suy ra được một cái ý tiếp theo là cái ưu và nhược điểm của từng cái giải pháp này. Fault proof thì chắc chắn là nó sẽ rất là dễ thực hiện, dễ tích hợp cho các cái giải pháp roll up ngay ở thời điểm hiện tại, bởi vì blockchain nó sẽ không gặp phải áp lực nào quá lớn về mặt dữ liệu, về mặt xác thực ở giai đoạn đầu. Chúng ta biết là cái blockchain nó cứ tiếp tục vận hành như vậy thôi, cho đến khi mà nó phát hiện ra cái lỗi thì nó mới dừng lại để nó tạo cái proof. Thì đây là cái lợi thế của fault proof, tức là nó sẽ đơn giản hóa cái khâu vận hành ở trong cái giai đoạn đầu khi mà phát triển cái rollup. Ngược lại thì ZK proof ở cái ý này thì họ sẽ phải tốn một cái khoản chi phí rất là lớn cho cái khâu tạo proof. Thì cái bằng chứng về dữ liệu được nén ở trên rollup nó sẽ tốn rất là nhiều những cái người ta gọi là các cái computation ha, tức là cái năng lực tính toán. Thì những cái này nó sẽ tốn phí gas khi mà nó được tạo ra. Các cái bằng chứng này nó sẽ tốn rất là nhiều phí gas khi mà nó muốn tạo ra. Và cái khâu verify, cái khâu tương tác giữa layer 2 và layer 1 nó cũng yêu cầu là một cái lượng gas khá là lớn để cho cái việc xác thực giữa layer 2 và layer 1 được diễn ra. Thì đây là yếu điểm trong cái cách thiết kế của ZK proof. Nhưng mà ngược lại thì vì fault proof họ không liên tục tạo ra những cái bằng chứng như ZK proof, cho nên là nếu như mà sử dụng các cái optimistic rollup thì anh em sẽ hình dung được là mình sẽ phải chờ một cái khoảng thời gian để cho mạng lưới nó có thể đối chiếu với nhau khi mà xảy ra những cái tranh chấp. Thì cái khoảng thời gian này thường nó sẽ kéo dài là 7 ngày đối với các cái optimistic rollup, các cái giải pháp sử dụng fault proof. Thì đây là cái khoảng thời gian cần có để mạng lưới nó đảm bảo được cái tính an toàn, rằng khi có một cái tố cáo diễn ra thì mạng lưới có thể dừng lại để xác thực, và từ đó đảm bảo được cái tính đồng nhất và cái tính chính xác của dữ liệu trên blockchain. Thì đó là cái yếu điểm của fault proof. Khi mà người dùng muốn gửi tiền từ layer 2 về lại layer 1 thì nó sẽ cần một cái khoảng thời gian như vậy, một cái khoảng thời gian chờ. Đây là cái lý giải cho cái khoảng thời gian chờ 7 ngày của các cái giải pháp optimistic rollup ha. Rồi thì cũng nương theo cái ý này thì chúng ta cũng có thể thấy là ZK proof họ sẽ không gặp phải cái rào cản về cái thời gian đợi như thế này, bởi vì mỗi cái block trên blockchain thì nó đều có cái proof của ZK được đính kèm vào, do đó là nó có thể vận hành xuyên suốt. Và người dùng khi mà muốn rút tiền từ các cái giải pháp ZK rollup về lại layer 1 thì sẽ không phải chờ cái khoảng thời gian là 7 ngày như các cái optimistic rollup ha. Rồi thì đó là sơ nét qua về những cái khái niệm cũng như là những cái ưu nhược điểm của từng giải pháp là fault proof và ZK proof. Nếu như mà anh em có đào sâu những cái tài liệu liên quan đến các cái proof những cái bằng chứng xác thực này á, thì cũng có thể thấy là nó có tận 3 loại lận, tức là ngoài fault proof, ngoài ZK proof thì nó còn có cái attestation proof. Tuy nhiên là khi mà nói về các cái việc là các cái khâu tương tác giữa layer 2 và layer 1 thì người ta chỉ sử dụng
đến fault proof và zk proof thôi. Còn attestation nó là một cái dạng bằng chứng khác, nó đặc thù liên quan đến layer 1 nhiều hơn. Và cái nhân vật chính của chúng ta tuần này thì là hai cái proof mà mình đã đề cập hồi nãy. Thì đó là một vài cái thông tin liên quan ngoài lề như vậy để cho anh em nào có thể quan tâm hơn, sâu hơn về những cái khía cạnh kỹ thuật thì có thể tìm hiểu thêm một cái dạng bằng chứng khác là cái attestation. Rồi thì quay trở lại với hai nhân vật chính của chúng ta tuần này, đó là fault proof và zk proof. Thì chắc là chúng ta sẽ nói một xíu về cái hiện trạng phát triển cũng như là tích hợp hai cái dạng proof này vào sản phẩm của các dự án ha. Thì mình sẽ nói trước về zk proof. Thì với các cái giải pháp Zero Knowledge Roll-Up á, thì cái ZK Proof này nó được đính kèm một cách là mặc định ở trong các cái giải pháp luôn. Thì khi mà sản phẩm nó phát triển thì nó đã có cái ZK Proof này rồi. Khi mà các cái Layer 2 nó bắt đầu triển khai mainnet thì nó đã có cái ZK Proof này rồi. Tuy nhiên cái vấn đề của ZK Proof và đặc biệt là các cái Zero Knowledge ở thời điểm hiện tại, đó là cái khâu phi tập trung trong cái tạo proof như thế này. Thì các cái bên phát triển giải pháp ZK Roll-Up thì họ cũng đang rất là nỗ lực để làm sao để phi tập trung cái khâu tạo proof như thế này, để mở rộng ra cho cộng đồng có thể tham gia vào cái khâu tạo proof cũng như là verify các cái proof này, để giảm thiểu cái tính tập trung. Bởi vì chúng ta biết là proof thì nó đã có ở đó rồi, tuy nhiên nó chỉ là mặc định ở trong nội bộ của cái dự án họ có thể tham gia vào cái khâu tạo proof đó thôi. Thì như vậy nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều đến cái khâu phi tập trung quản trị ở trên các cái roll-up hiện tại. Rồi, một cái ý nữa mà mình cũng muốn đề cập đến các cái ZK proof, đó là chúng ta biết là sẽ có một cái khoản chi phí trong cái khâu tạo proof, và cái chi phí này nó sẽ ngày càng tăng nếu như mà cái số lượng giao dịch nó tăng theo thời gian. Thì cái tốc độ tăng của cái chi phí tạo proof này nó cũng sẽ rất là nhanh. Chúng ta biết là có hai cái dạng ZK proof phổ biến là ZK snack và ZK stack. Thì snack nó là một cái dạng mà nó sẽ tiết kiệm chi phí tạo proof hơn, và đây là cái proof mà nó được đề cập khá là nhiều trong cái roadmap của Ethereum trong thời gian tới. Rồi, còn với cái ZK stack á, thì cái khâu setup ban đầu nó sẽ không cần phải phụ thuộc vào một cái nhóm cụ thể, tức là một cái đơn vị cụ thể họ thiết lập các cái key, những cái proof ban đầu để cho mạng lưới có thể vận hành được. Thì cái stack này nó không có cần cái việc phụ thuộc vào một cái nhóm tập trung như vậy. Tuy nhiên là stack thì ở thời điểm hiện tại theo những cái nghiên cứu của mình thì nó sẽ gấp 4 lần cái chi phí gas tạo proof so với snack. Thì đây là một cái chi tiết mà anh em cần quan tâm. Và như mình có đề cập hồi nãy thì các cái chi phí này nó sẽ có tốc độ tăng phí gas lớn dần theo thời gian khi mà cái số lượng giao dịch nó tăng lên. Điều này lý giải là vì cái độ phức tạp trong các cái thuật toán tạo proof của Zero Knowledge ha. Rồi thì chắc là chúng ta sẽ cũng không đi sâu quá vào cái khía cạnh toán học của các cái ZK proof này, bởi vì mình nghĩ là nó sẽ khá là nặng về mặt lý thuyết, cho nên là chúng ta sẽ đến với những cái hiện trạng hiện tại của đối thủ của ZK proof, đó là các cái fault proof ha. Thì với fault proof á, trái ngược với ZK proof, đó là nó không có cái mặc định là đã được tích hợp vào trong các cái giải pháp roll-up ngay từ những ngày đầu. Thì ở thời điểm hiện tại chúng ta biết là Arbitrum là cái đơn vị được xem là đã có cái fault proof này ở trong cái sản phẩm của mình. Mới đây thì OpenStack, tức là cái bộ công cụ phát triển trên của Optimism á, thì họ cũng mới chỉ thử nghiệm cái fault proof này ở trên testnet thôi. Thì anh em nào quan tâm về cái thử nghiệm này thì bọn mình cũng đã có một cái bài viết ở trên Coin68 nói về cái cách tích hợp của OpenStack với cái giải pháp fault proof này. Thì như mình có đề cập hồi nãy, đó là cái fault proof này nó không mặc định là sẽ tồn tại ở trên roll-up ngay từ những ngày đầu. Do đó là những cái roll-up từ những ngày đầu này chúng ta sẽ phải mặc định là nó không an toàn khi mà nó vận hành mà không có các cái fault proof. Và tính đến thời điểm hiện tại thì Optimism mới chỉ thử nghiệm các cái fault proof này ở trên testnet thôi, và họ sẽ dự kiến là đưa những cái cơ chế này lên trên mainnet trong thời gian tới. Thì cái này chúng ta sẽ cần phải chờ đợi những cái cập nhật trong thời gian sắp tới ha.
Rồi thì khi mà chúng ta đã tìm hiểu về những cái khái niệm cũng như là sự khác nhau, ưu nhược điểm của từng giải pháp, thì chắc là chúng ta sẽ đến với một cái phần mà nó mang cái thiên hướng là nhận định nhiều hơn. Thì giống như cái câu hỏi mà mình có đặt ra ở đầu cái podcast này, đó là fraud proof và ZK proof, thì nó cái nào là cái giải pháp tối ưu hơn? Thì từ góc nhìn của mình ở thời điểm hiện tại, với những cái đặc tính ở trong thiết kế, thì mình nghĩ là cái fraud proof nó tối ưu hơn ở thời điểm hiện tại. Bởi vì sao? Bởi vì cái khối lượng giao dịch nó vẫn chưa quá nhiều, tần suất hoạt động ở trên layer 1 nó cũng không quá tắc nghẽn. Do đó là cái việc sử dụng fraud proof ở thời điểm hiện tại, và đặc biệt là các cái giải pháp optimistic, nó sẽ hưởng được những cái lợi thế ở thời điểm hiện tại, vì cái mức độ hoạt động ở trên Ethereum nó không quá nhiều, và nó cũng hưởng được cái sự tiện lợi khi mà trong cái giai đoạn đầu fraud proof nó không cần quá nhiều những cái chi phí để vận hành. Nó trái ngược với cái ZK proof ở giai đoạn đầu khi mà phát triển một cái mạng lưới. Tuy nhiên là khi mà cái thị trường nó bắt đầu trở lại với các cái hoạt động sôi động, các cái trend mới, các cái dự án mới, và cái khối lượng giao dịch cần phải xử lý nó lớn hơn, thì mình nghĩ là trong tương lai cái giải pháp của ZK proof nó sẽ chiếm được nhiều ưu thế hơn, bởi vì nó đạt được tới một cái ngưỡng số lượng giao dịch đủ lớn để cho cái chi phí trên mỗi đơn vị giao dịch nó sẽ được giảm xuống và nó được tối ưu hơn. Tuy nhiên là từ những cái nghiên cứu của cá nhân mình, thì mình nghĩ rằng nó vẫn sẽ có một cái ngưỡng số lượng giao dịch tối ưu cho ZK proof. Bởi vì sao? Bởi vì cái chi phí tạo proof nó sẽ tăng nhanh hơn, nó sẽ có một cái giai đoạn nó sẽ tăng nhanh hơn cái tốc độ tăng của cái số lượng giao dịch. Do đó là đến một cái ngưỡng nào đó, khi mà số lượng giao dịch nó quá lớn, thì cái phí gas cho việc tạo cái ZK proof nó sẽ đội lên rất là nhanh, và từ đó nó sẽ khiến cho chi phí trên một đơn vị giao dịch nó bị đội lên như vậy. Thì cái này nếu như mà lướt Twitter thì đâu đó anh em sẽ cũng bắt gặp một vài các cái nhận định liên quan đến cái điểm tối ưu của validity proof là như vậy, là bởi vì cái phí tạo proof của cái giải pháp này nó sẽ tăng nhanh hơn cái tốc độ tăng của số lượng giao dịch khi mà nó chạm tới một cái ngưỡng tối ưu. Thì đó là cái nhận định của cá nhân mình về cái bối cảnh của blockchain, cái sự hoạt động của blockchain ở thời điểm hiện tại, và nó ảnh hưởng đến cái tính tối ưu của từng giải pháp. Nói đến đây thì anh em cũng đã hình dung được là mỗi giải pháp thì khi mà họ có những cái nhu cầu nhất định, thì họ sẽ có cái lựa chọn hướng tiếp cận riêng cho mình để tối ưu và nó thích nghi được với cái bối cảnh hiện tại của thị trường. Tuy nhiên là nếu như mà theo dõi rất là nhiều những giải pháp mới thời gian gần đây, thì anh em cũng thấy là nó có một cái giải pháp nó gọi là hybrid. Thì hiểu nôm na hybrid là nó sẽ kết hợp cả cái ZK proof và cả cái fraud proof vào với nhau luôn. Thì đây là cái giải pháp hybrid mà một vài dự án họ đang chọn sử dụng để làm sao để tích hợp được cái điểm tối ưu của hai cái giải pháp này. Song song đó thì mình cũng thấy có một cái cách tiếp cận khá là hay, đó là của Arbitrum và Optimism. Thì họ cũng để ngỏ cái khả năng là dịch chuyển từ fraud proof, tức là cái mô hình optimistic roll-up, sang cái ZK proof, tức là cái mô hình zero knowledge roll-up. Thì đây là một cái cách tiếp cận mà có thể coi là họ thích nghi và thu hút được một lượng user nó khá khá ở trong cái giai đoạn mà thị trường nó đang khá là kém sôi động ở thời điểm hiện tại, và họ để ngỏ cho một cái khả năng để chuyển đổi sang ZK trong thời gian tương lai, khi mà cái nhu cầu sử dụng blockchain nó lớn dần lên và cái khối lượng giao dịch nó cần phải xử lý nó nhiều lên. Thì đây là cái cách tiếp cận mình thấy cũng khá là hay của các cái bộ công cụ của hai giải pháp này ha, đó là cái OpenStack và cái Orbit. Thì họ cũng để ngỏ cái khả năng này ở trong cái tài liệu của mình, thì anh em quan tâm có thể tìm hiểu thêm về các cái bộ công cụ này. Bọn mình chắc chắn sẽ để dưới cái phần description của podcast này để anh em có thể tiện theo dõi thêm ha. Rồi, thì đó là những cái thông tin cũng như là những cái góc nhìn của cá nhân mình liên quan đến fraud proof và validity proof. Thì hy vọng là cái nội dung tuần này đâu đó nó sẽ mang lại cho anh em những cái gợi mở thú vị, cũng như là những cái bộ công cụ mới để có thể tìm tòi và vào vạch thêm những cái ngóc ngách của thị trường, để chúng ta thấy rằng thị trường này thực ra nó vẫn đang còn những cái cải tiến, nó vẫn đang phát triển từng ngày, thay vì là nhìn ở trên bề mặt chúng ta thấy là
thị trường nó đang giao dịch khá là ảm đạm, nó không quá là sôi động và nó cũng không quá là đáng kỳ vọng, thì hy vọng là những cái thông tin tuần này nó sẽ giúp anh em tìm hiểu những cái tảng băng sâu ở phía dưới và để thấy được những cái sự phát triển nó đang được tích lũy hàng ngày như vậy. Rồi thì không biết nói gì hơn, cảm ơn anh em một lần nữa đã dành thời gian cho DeFi Discussion tuần này. Hy vọng là chúng ta sẽ có cơ hội được gặp lại nhau trong tuần tiếp theo với những câu chuyện thú vị xoay quanh thị trường DeFi ha.